Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi miền Bắc như tại Chương Mỹ, Hà Nội là 70mm, Quảng Nguyên, Hà Giang 118,6mm, Minh Quang, Tuyên Quang 128,3mm, Minh Tiến, Yên Bái 137,8mm và Hải Hà, Quảng Ninh 123mm. Từ nay đến sáng ngày 31 tháng 7, mưa lớn sẽ còn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc. Tổng lượng mưa dự báo cho khu vực vùng núi và Trung Du là từ 40 cho đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm, khu vực đồng bằng từ 30 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn khiến trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 cho đến báo động 2. Ngoài ra, do mưa lớn cộng với nước thượng nguồn vẫn đổ về, lũ trên các sông ở ngoại thành Hà Nội lên lại. Sông Bùi và sông Tích dự báo trưa nay lũ tiếp tục lên vượt báo động 3. Ngập lụt tiếp tục xảy ra ở các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Mưa dông cũng được dự báo cho khu vực Bắc Trung Bộ cũng như là cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày và đêm nay, lượng mưa ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Còn tại phía Nam, từ 10 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Trở lại với thông tin thời tiết các đô thị lớn, tại thủ đô Hà Nội, thời tiết có dạng chợt nắng, chợt mưa, nên quý vị cần chủ động mang theo áo mưa để đề phòng mưa rào bất chợt. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng 32 độ, độ ẩm trên 70% nên cảm giác hơi oi bức. Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay nắng nóng đã giảm đi, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay không vượt quá ngưỡng 34 độ, khả năng xảy ra mưa rào và dông ở Đà Nẵng là không cao, xác suất mưa vẫn thấp dưới 45%. Thành phố Hồ Chí Minh cũng phổ biến là nhiều mây, mưa cũng xảy ra bất chợt nhưng khả năng cao hơn vào chiều tối với xác suất mưa lớn trên 75%. Nhiệt độ cao nhất ngày là 32 cho đến 33 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. We'll be right back.